Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa các bạn, để gieo trồng ngô cho năng suất cao, các bạn cần phải lựa chọn giống ngô phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương, thời tiết, vân vân. Hôm nay Nguyên Dương xin giới thiệu với các bạn tiếp về giống ngô lai LVN10, dân gian ta hay gọi nôm na là giống lai Việt Nam 10. Giống ngô lai LVN10 là giống lai đơn tạo ra từ các dòng tự phối DF1 và DF2. Giống LVN10 thuộc nhóm chín muộn, thời gian sinh trưởng vụ xuân 125 ngày đến 135 ngày, vụ hè 95 đến 100 ngày, vụ thu đông 110 đến 120 ngày. LVN10 cho cây cao 200 đến 240 cm, chiều cao đong bắp 100 cm đến 140 cm. Ngô lai VN10 có ấp dài trung bình 18 đến 22 cm, đường kính bắp 4,5 đến 5,5 cm và có từ 10 đến 14 hàng hạt, số hạt hàng trên 35 đến 40 hạt, tỷ lệ hạt trên bắp là 82 đến 84%, khối lượng 1.000 hạt đạt 300 đến 330 gram, hạt bán ra ngựa màu vàng da cam, nhìn rất đẹp mắt, năng suất trung bình 55 đến 65 tạ trên 1 hecta, thâm canh tốt có thể đạt 80 đến 90 tạ trên 1 hecta. LVN10 có khả năng chịu hạn, chịu chua mặn, phèn tốt, khả năng chống đổ khá, ít bị nhiễm các loại bệnh. Tiếp theo là giống ngô lai F1 SSC131, thời gian sinh trưởng 90 đến 100 ngày, năng suất cao 8 đến 9 tấn trên 1 hecta. Đặc điểm cây con sinh trưởng mạnh, thân lá to, trái đồng đều, hạt đóng múp đầu, hạt to, tỷ lệ hạt trên trái 80-81%, màu vàng cam, dạng hạt nửa đá, khả năng chống chịu khá tốt với các loại sâu bệnh, cháy lá, gỉ sắt. Nguyên Dương vừa giới thiệu với các bạn thêm hai giống ngô lai chủ lực trong vụ sản xuất hè thu, mời các bạn tham khảo để có phương án tốt nhất trong sản xuất ngô của mình trong vụ hè thu. Cuối cùng, xin chúc các bạn luôn thành công trong sự nghiệp và công việc của mình. Mời bạn đăng ký kênh, theo dõi video tiếp theo. Mời bạn tham khảo thêm những video về hướng dẫn nông nghiệp trong danh sách phát của Nguyên Dương, đó là kỹ thuật nông nghiệp. Mời các bạn theo dõi lại những video đã có trong những tháng trước đây và được nhiều người lựa chọn để theo dõi. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ Nguyên Dương. Ở video tiếp theo, Nguyên Dương sẽ giới thiệu giống ngô NK6275 và giống ngô lai